Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Sản lượng khai thác hải sản 5 tháng đầu năm của tỉnh Thanh Hóa vượt kế hoạch. Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè thu. Nguồn vốn tín dụng tài chính vi mô giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn sau dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2015-2020, tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa ước đạt gần 244.350 tỷ đồng, chiếm 33,8% vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh. Nguồn vốn này đã đầu tư vào hệ thống hạ tầng, thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2015-2020, Thanh Hóa đã quy hoạch được 72 cụm công nghiệp, thành lập 26 cụm công nghiệp, thu hút 18 nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp. Đến nay, Thanh Hóa đã có 49.500 cơ sở sản xuất công nghiệp, hơn 351.000 lao động trong lĩnh vực công nghiệp. Bình quân giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18,1% một năm. Tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp trong tổng GDP của tỉnh tăng từ 26% năm 2015 lên 33% năm 2020. Hiện trên địa bàn Thanh Hóa cũng có 118 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động với 36 nghề, tạo việc làm cho gần 76.800 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế về nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Tuy nhiên, do chăn nuôi quy mô nhỏ còn nhiều, thời tiết diễn biến bất thường, việc tái đàn, tăng đàn lợn, đàn gia cầm ở các hộ dân đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa phối hợp với các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, kiểm tra đôn đốc giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời khi có ổ dịch trên gia súc gia cầm. Yêu cầu các huyện, thị, thành phố triển khai tốt đợt tiêm phòng đại trà và bổ sung hàng tháng, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên và lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để đánh giá hiệu quả tiêm phòng, giám sát lưu hành của virus, triển khai công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường nhằm hạn chế mầm bệnh phát sinh. Thời gian qua, các liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không chỉ phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát nguồn gốc chất lượng sản phẩm trên thị trường, mà thực sự đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành nông nghiệp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Thanh Hóa hiện đã xây dựng được hơn 150 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hình thành dựa trên cơ sở của những cánh đồng mẫu lớn, tích tụ ruộng đất, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Thông qua các chuỗi liên kết, không chỉ nâng cao giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp, mà còn từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại cho người dân. Vì thế, ngay khi dịch COVID-19 được khống chế, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển chuỗi liên kết sản xuất, trong đó tập trung hỗ trợ về giống, về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm cho các đơn vị khi tham gia sản xuất theo chuỗi, hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao nhằm đưa ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả. Theo thống kê từ Chi cục Thủy sản, tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 7.200 tàu cá. Tổng sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng đầu năm của tỉnh đạt trên 61.000 tấn, bằng 52,95% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác xa bờ đạt trên 70% tổng sản lượng. Trong khi nhiều tàu cá tại địa phương vươn khơi khai thác không hiệu quả, phải giảm chuyến. Nhưng từ đầu năm tới giờ, tàu cá của anh Bùi Văn Đoàn ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc vẫn liên tục vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản. Dù có chuyến không hiệu quả nhưng chưa phải bù lỗ. Để ra làm trong cái nghề cá bây giờ thì chủ yếu là phải ngư cụ. Ngư cụ anh phải là cho nó đầu tư cho nó đúng tầm, tức là đúng tầm về cái cách của mình khai thác. Nó cũng cần phải cái một chút kinh nghiệm, những người đi với mình. Anh em người ta nhiệt huyết, nhiệt tình để người ta làm. Thế buộc phải làm sao phải đi để rồi cho nó đảm bảo đời sống thì người ta đi với mình. Tại thành phố Sầm Sơn, việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, sản lượng khai thác thủy sản 5 tháng đầu năm của thành phố đạt trên 12.000 tấn, bằng 41,3% so với kế hoạch. Ủy ban thành phố Sầm Sơn đã tuyên truyền cho bà con nhân dân vươn khơi đánh bắt thủy sản. Thì thứ nhất là phải thực hiện đúng quy định của luật thủy sản cũng như là việc chống khai thác bất hợp pháp. Thứ hai nữa là tuyên truyền cho bà con là nâng cao cái hiệu quả sản xuất cũng như là khai thác
thủy sản bằng những ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến như là máy dò ngang, như là định vị, như là hầm bảo quản để nâng cao cái hiệu quả của thủy sản đánh bắt được. Theo ngư dân các địa phương của tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, thời tiết ổn định nên thuận lợi cho việc khai thác. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm luật thủy sản 2017, các quy định về chống khai thác bất hợp pháp đã thúc đẩy ngư dân đầu tư cải hoán tàu cá, mua sắm trang thiết bị, ngư lưới cụ hiện đại, phục vụ hoạt động khai thác. Qua đó, hiệu quả khai thác từng bước được nâng lên. Đến thời điểm này, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa chiêm xuân. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang khẩn trương khắc phục khó khăn về nguồn nước, nhanh chóng triển khai làm đất, gieo mạ và chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sản xuất vụ hè thu đạt hiệu quả. Theo dự báo, vụ hè thu năm nay sẽ gặp nhiều bất lợi về thời tiết. Để đảm bảo thời vụ tránh được mưa lũ và sâu bệnh cuối vụ, huyện Vĩnh Lộc đang chỉ đạo các địa phương phải thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, chủ yếu tập trung vào các trà lúa mùa sớm và sử dụng các giống lúa ngắn ngày. Đồng thời, tăng cường cơ giới hóa đồng bộ trong làm đất và gieo cấy nhằm giảm áp lực về lao động. Một là cái nắng nóng, hai là cái điều kiện nguồn nước của sông Mã nó cạn thì việc đó là cái việc khó khăn đó là sẽ ảnh hưởng đến được. Hai là cái đối tượng sâu bệnh thì ngày càng là đa dạng và phức tạp. Thì căn cứ vào đó thì chúng tôi căn cứ vào cơ cấu hai cái giống, một là cái giống siêu Q5 nguyên chủng và một giống là BC15. Vụ hè thu năm nay, huyện Vĩnh Lộc phấn đấu gieo cấy trên 4.500 ha lúa. Ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các xã nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới khi bước vào vụ sản xuất. Các hộ gia đình huy động nhân lực và phương tiện để tiến hành làm đất, xử lý môi trường, nhất là ở những chân ruộng bị nhiễm dịch bệnh trong vụ sản xuất vừa qua. Việc cần lưu ý trong cái sản xuất vụ thu mùa thì trước hết là quan trọng nhất là cái bộ giống và công tác ra giống và xử lý phòng trừ các loại sâu bệnh ngay trên cái nền của ruộng mạ là cái việc quan trọng nhất để phòng trừ sâu bệnh cho vụ lúa mùa. Cái việc thứ hai là việc là đảm bảo được cái nước để giải phóng đất và cày ải bừa rầm, là vệ sinh đồng ruộng để chống cho được cái ngộ độc hữu cơ đối với lúa thu mùa khi mới bắt đầu gieo cấy. Thời điểm này, huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành việc thu hoạch lúa chim xuân. Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện đang tập trung giải phóng đất và chăm sóc mạ. Theo lịch thời vụ, đến ngày 5 tháng 6, huyện Vĩnh Lộc sẽ xuống đồng gieo cấy và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Phần tiếp theo của bản tin Thanh Hóa ngày mới là một số tin tức trong và ngoài tỉnh vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tuyển chọn 100 thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản, nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 tới. Theo đó, ứng viên tham gia ứng tuyển là nữ, độ tuổi từ 20 đến dưới 35, đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối hệ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng. Ứng viên trúng tuyển sẽ thực tập tại Nhật Bản trong 3 năm và được hưởng mức lương theo hợp đồng khoảng 35 triệu đồng một tháng. Sau khi hoàn thành chương trình, về nước đúng hạn sẽ được hỗ trợ tiền vé máy bay và khoảng 40 triệu đồng để phát triển sự nghiệp. Chương trình phi lợi nhuận do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hợp tác với Hiệp hội Chăm sóc Y tế Osaka, Nhật Bản. Thưa quý vị, thưa các bạn, với những món vay giá trị không lớn nhưng nguồn vốn tín dụng tài chính Vimo đã cung cấp giải pháp tài chính quan trọng cho nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế vượt qua những khó khăn trước mắt sau dịch COVID-19. Bà Phạm Thị Hảo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, có chồng thường xuyên ốm đau. Thu nhập của cả gia đình bà phụ thuộc vào việc nuôi gà và nấu rượu. Do dịch COVID-19, nhà hàng quán ăn gần như tạm dừng hoạt động, nên thu nhập của gia đình bà Hảo bị sụt giảm nhiều. Thông qua tổ phụ nữ, bà được tiếp cận với khoản vay hỗ trợ tín dụng 30 triệu đồng của tổ chức tài chính Vimo Thanh Hóa để tiếp tục đầu tư vào sản xuất, vượt qua khó khăn. Qua cái đợt vừa qua thì gia đình ảnh hưởng về kinh tế, về vật chất, rồi tất cả về mọi mặt. Thì nhân nay thì có cái đợt hỗ trợ vay vốn đây thì gia đình cũng thấy là có phần an ủi, giúp đỡ gia đình để tấn tiến lên, để kinh tế gia đình có thể là vượt lên những cái khó khăn, để gia đình cuộc sống ổn định hơn. Trong cái thời kỳ vừa qua, do ảnh hưởng của cái COVID-19 cho nên là tình hình phát triển kinh tế của chị em nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định. Nhưng song nhờ có cái nguồn tài chính Vimo thì chị em cũng đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và tiếp tục đầu tư tham gia phát triển sản xuất kinh doanh để ổn định đời sống và nuôi con ăn học tốt hơn.
Do dịch COVID-19, trong 4 tháng đầu năm 2020, nguồn vốn huy động và dư nợ của tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa sụt giảm tới trên 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó trọng tâm là phụ nữ nghèo và cận nghèo. Đến nay, qua rà soát, tổ chức đã cơ cấu lại nợ, không thu lãi với số tiền trên 300 triệu đồng cho 72 khách hàng bị sụt giảm thu nhập. Một loạt các giải pháp hỗ trợ như miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoãn, giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, hạ lãi suất khoản vay cũ và cả khoản vay mới cũng đã được đơn vị triển khai. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tiến hành hai cái mục tiêu chính. Đây là thứ nhất, nên là tiến hành rà soát, đánh giá lại những khách hàng mà đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ nhưng mà bị sụt giảm thu nhập bởi dịch COVID-19 thì chúng tôi sẽ tiến hành cơ cấu lại nợ cho khách hàng. Thứ hai là chúng tôi triển khai cái gói hỗ trợ là 5 tỷ đồng cho khách hàng có thu nhập thấp mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để họ tái sản xuất, khôi phục lại kinh tế và với cái mức lãi suất là bằng 1/2 cái lãi suất cho vay thông thường. Thời gian tới, ngoài việc giãn nợ, không tính lãi phạt, giảm lãi suất vay ngắn hạn và trung hạn lên tới 1% trên năm, tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai chương trình gói cho vay ưu đãi, cơ cấu lại nợ cho khách hàng, đồng hành cùng khách hàng là phụ nữ và hộ gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt lên khó khăn phát triển kinh tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, lao động bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành, có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Ngoài ra, các đoàn viên người lao động đã được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị, đoàn viên có vợ hoặc chồng, hoặc con, hoặc bố mẹ già đang ở cùng và phải nuôi dưỡng, bị bệnh hiểm nghèo, đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp. Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống cũng sẽ được hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người, hỗ trợ một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5. Thời gian thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 30 tháng 7. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Theo hướng dẫn, người lao động trước khi đến nơi làm việc, khi ở nhà hoặc ký túc xá, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế, rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi, thường xuyên súc miệng họng bằng nước muối 9/1000 hoặc nước súc miệng, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. Người lao động chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc hoặc đi công tác như nước uống và cốc uống dùng riêng, đảm bảo vệ sinh. Khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà phòng trong quá trình làm việc. Quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác nếu cần. Người lao động tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, người lao động chủ động ở nhà hoặc ký túc xá, không đi làm, đi công tác, thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế. Xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở tầng nông thôn của xã Cát Vân, huyện Như Xuân được đầu tư tương đối hoàn thiện với 17,65 km đường giao thông được bê tông hóa. Xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 6 nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 618 triệu đồng. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học và trạm y tế xã với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí giúp đỡ 38 hộ xóa nhà tạm bợ rột nát, xây dựng được 9,2 km đường điện chiếu sáng. Tổng số tiền huy động từ các nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ đạt hơn 123 tỷ đồng. Tại buổi lễ, thợ ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Như Xuân đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trao thưởng 1 tỷ đồng của tỉnh Thanh Hóa và 300 triệu đồng của huyện Như Xuân cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cát Vân. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, bàn về vấn đề đóng góp cho hòa bình thế giới để bảo vệ nền hòa bình của Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân đã có bài phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bài viết dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng chúng ta đóng góp vào hòa bình trên thế giới.
mặc nhiên chúng ta yêu cầu các nước cũng phải tôn trọng hòa bình của Việt Nam, tôn trọng lợi ích chính đáng chủ quyền của Việt Nam. Sắp tới đây, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề vì chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định rõ Việt Nam là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ không thể đứng ngoài vấn đề an ninh khu vực và thế giới. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa để thể hiện chính sách đó, để bảo vệ lợi ích của chính đất nước chúng ta. Không thể băm nát quy hoạch ngành điện là chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương trên báo Đầu tư, trước việc bổ sung hàng loạt dự án điện mặt trời, điện gió vào quy hoạch thời gian gần đây. Bài viết dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng, làm quy hoạch thì không được bảo thủ, khi cần sẽ phải bổ sung cập nhật. Nhưng cũng không thể làm theo cách, nhà đầu tư này, tỉnh này xin, cơ quan chức năng lại chấp thuận bổ sung quy hoạch. Tỉnh khác, nhà đầu tư khác cũng xin, lại bổ sung tiếp. Đặc biệt với ngành điện, do tính chất phải có hệ thống truyền tải nên phải tính toán rõ ràng trong quy hoạch. Nếu cứ bổ sung nguồn mà hệ thống truyền tải không được bổ sung hoặc không theo kịp tốc độ bổ sung nguồn, thì tự nhà nước rơi vào thế bị động và cứ phải chạy theo giải quyết hậu quả. Về việc xây dựng luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đây là vấn đề rất khó và phức tạp, thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong. Theo bài viết, khi thực hiện phương thức đối tác công tư, nếu chỉ nghiêng về vấn đề của nhà nước thì không có nhà đầu tư nào tham gia. Ngược lại, nghiêng về nhà đầu tư thì cũng không được. Vì thế, cơ chế chia sẻ rủi ro chính là cuộc cách mạng đặc biệt trong dự thảo luật, trong đó nhấn mạnh chỉ khi nào doanh thu giảm dưới 75% thì nhà nước mới phải chia sẻ cho doanh nghiệp, còn tăng doanh thu lên thì trên 125%. Bất kể lý do nào cũng chia 50-50 với nhà nước. Ngoài ra cũng chỉ nên kiểm toán những phần thuộc ngân sách nhà nước, còn lại là tư nhân họ còn có một quyền là thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán phần hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo bình đẳng giữa hai bên. Theo phân tích của một số tờ báo, hiện nay chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em của Việt Nam có nhiều, nhưng kết quả phòng chống xâm hại trẻ em lại chưa được như mong muốn bởi những vụ bạo hành trẻ em đang có chiều hướng gia tăng. Báo Đại Đoàn Kết cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tình trạng trẻ em bị xâm hại không có nhiều chuyển biến tích cực là do một số chế tài xử phạt vi phạm chưa đảm bảo tính răn đe. Việc xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh chưa được chú trọng đúng mức. Quá trình giải quyết một số vụ xâm hại trẻ em chưa kịp thời có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt để bảo vệ chăm sóc trẻ em phải chú trọng công tác phòng ngừa là chính, nhưng chúng ta chưa làm được. Còn báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập tới vấn nạn xâm hại trẻ em trên mạng. Những kẻ xấu thực hiện các hành vi xâm hại trẻ em dưới nhiều hình thức khác nhau như gạ gẫm, lôi kéo trẻ em vào các quan hệ tình dục trực tiếp hoặc không trực tiếp, yêu cầu trẻ phô bày các bộ phận kín trên cơ thể rồi phát live stream. Bên cạnh đó, các em cũng có nguy cơ tiếp xúc với những video, thông tin, hình ảnh khiêu dâm hay thông tin sai lệch. Nếu như xâm hại ngoại tuyến, khi hành vi xâm hại kết thúc, sự việc đó coi như tạm thời khép lại. Nhưng với xâm hại qua môi trường Internet, những hình ảnh clip sẽ được phát tán khắp nơi và có thể hiện hữu bất cứ lúc nào, gây tổn thương dai dẳng cho trẻ. Do đó, cần có những giải pháp đồng bộ và thiết thực hơn nữa để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng này. Trong đó, biện pháp quan trọng nhất trang bị cho các em các kiến thức về sử dụng Internet an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục Điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Tiếp ngay sau đây là tiểu mục An toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện xe cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông được phép dừng kiểm tra bất kỳ phương tiện, kể cả phương tiện không có dấu hiệu vi phạm. Để kiểm tra đúng đối tượng, không gây phiền hà, Công an huyện Tĩnh Gia đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra đúng quy trình, nhanh chóng, không gây khó khăn cho lái xe. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ khi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tĩnh Gia yêu cầu lái xe Bùi Xuân Hùng điều khiển xe ô tô tải trên tuyến đường liên xã Hải Thanh đi Hải Bình dừng xe để kiểm tra, chỉ mất thời gian gần 3 phút, kể cả thời gian cảnh sát giao thông đọc thông báo nội dung đợt tổng kiểm soát đến kiểm tra giấy và trả giấy tờ xe. Thời gian kiểm tra của các cảnh sát giao thông là cũng nhanh và cũng không gây phiền hà gì cho người dân lái xe. Thời gian kiểm tra thì cũng nâng cao ý thức được cho người dân lái xe như chúng tôi là rất yên tâm. Trên đây chỉ là một trong hàng nghìn lượt phương tiện mà các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Công an huyện Tĩnh Gia yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện theo kế hoạch số 177 của Cục Cảnh sát Giao thông. Để thực hiện đợt tổng kiểm tra phương tiện, từ ngày 15 tháng 5, đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Tĩnh Gia đã bố trí 5 tổ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 và các tuyến đường liên huyện để tiến hành kiểm soát phương tiện. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm như xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng, xe cơi nới thành thùng, người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ.
để tránh gây bức xúc cho người dân, tránh gây phiền hà cho người dân, làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Thì những cái việc chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra kiểm soát một cách là nhanh chóng, thái độ hòa nhã. Theo thống kê của Công an huyện Tĩnh Gia, từ ngày 15 tháng 5 đến nay, đội cảnh sát giao thông và trật tự đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 1.253 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý 201 ô tô và tạm giữ 42 mô tô ô tô. Các phương tiện chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn, không có bảo hiểm, trách nhiệm dân sự bắt buộc. Đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã cơ bản ổn định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.